dòng sông dầm có kỷ niệm quê hương ấy, tình em đó rồi năm tháng xa nhau như con sông nhỏ trong lòng. Phút ngẫu hứng của anh Dũng làm quãng đường ra biển như ngắn đi và thêm phần thi vị. Nơi này phù sa sông Hậu ở lại để bồi đắp màu mỡ cho cù lao Dung, tạo môi trường sống lý tưởng cho nhiều loài động thực vật. Và cũng trên bãi bồi thênh thang này, những người dân như anh Giang dễ dàng tìm được nguồn sống. Dòng nước thì nó cạn xa mình nó bắt cá ngát, rồi nó cạn vừa mình nó bắt cua. Cá ngát cỡ 4 kg, 3 kg có, 4 kg có một con. Cua thì con 4-5 kg, 5 kg, mười mấy kg, nửa kg. Cái mùa này là mùa sinh sản của sầu huyết, đất năm nay nước được có nè. Mình đó hả? Nè. Bây giờ thì cái gì cũng vậy, ít từ từ ít ít mới có nhiều được. Sau này mà có cái luồng lợi thủy sản con này là có nhiều là cái đỡ cho người dân. Nhưng mà bán giống thì nó có giá trị, nhưng mà nhỏ quá thì mình không có bán. Nhờ cây bằng này á mà nuôi các anh là hồi đó cũng chiến tranh nó bộ đội vô đó. Với cái người dân bây giờ nuôi lại dân. Chị ơi, em thấy ốc cà na đây nhóc trơn nè, lại đây nè chị ơi, đây nè. Đâu? Đây, luôn nè Kim. Ủa nhóc luôn nè Kim ơi, qua đây với cô Huân nè Kim ơi. Đây nè. Lâu rồi dính không? Dính. Cái vụ chụp này vui ha. Bỏ dưới đây đi, chắc ăn đồng, trời ơi, thích quá. Dưới đây là lớp bùn đất đã được giữ lại và bãi bồi càng lấn ra biển như thế một năm tới 500 mét. Dưới lớp bùn này là những cái khu vực sống của các loài nhuyễn thể rất quý báu, rồi cây bần đó là cũng là một cái lá phổi thiên nhiên giúp cho ích lợi cho cái không khí trong lành của miền Tây Nam Bộ của chúng ta. Và đây là cách người dân Cù Lao Dung gìn giữ những tiềm năng và giá trị của hệ sinh thái rừng ngập mặn trong nhiều năm qua. Từ sự chung tay ấy, những cánh rừng phòng hộ ven biển cứ thế càng thêm xanh và du lịch Cù Lao Dung ngày càng thêm hấp dẫn.